Vâng, xin chào anh Mai Thế Sơn. Vâng, xin rất cảm ơn lần đầu tiên anh lên diễn đàn của tôi. Alo, có thể cho mình giấu mặt được không vậy? Ok được anh ạ, vâng. Ok, vậy bây giờ các bạn muốn hỏi mình cái gì thì mình biết thì mình nói, chứ còn ngoài ra thì mình không có Vâng, thì bây giờ biết đây cái anh chủ đề gì để nói, nói vâng. được. Thì anh nói về vấn đề coi như là ở bên Mỹ có tham nhũng hay không, hoặc cái cuộc sống ở của các anh ở bên Ôi. Mỹ hiện nay như thế nào. Dạ. Nếu mà về nói về bên Mỹ có tham nhũng hay không á, thì thật sự là Dạ. bên Mỹ là chúa tham nhũng luôn, chứ ai nói không có tham nhũng. Tại Vâng. vì mấy cái người bao que đó, người ta che bức thông tin, rồi người ta không muốn, chẳng hạn như người ta không muốn nói cho những người ở bên nước, ở nước ngoài biết, ở nước Việt Nam biết, là tại vì họ tôn thờ cái thằng Mỹ quá đi, cho nên họ cứ diễn vẽ một cái cảnh về Việt Nam á, nói là nước Mỹ này là nước Mỹ trong sạch đồ được thứ, nhưng mà thật ra cái nước Mỹ là một trong những cái nước mà gọi là hợp Trung Quốc, cái là hơn như là nghèo đói rồi trợ cấp rồi xin ăn rồi, nói đúng ra cái gì nó cũng có hết. Nhưng mà Dạ. thật sự là tại vì người ta đã lỡ lỡ nổ rồi thì người ta nổ Vâng. luôn, chứ người ta không thể nào Vâng. mà người Anh ta ạ, nín lại được, anh chỉ có vậy vâng. thôi. Anh Chi Sơn bây giờ trước khi anh nói về vấn đề tham nhũng ở nước Mỹ thì anh cho phép em hỏi sơ qua anh một tí. Tức là chưa anh nói qua về về anh một chút ạ. Ví dụ như trước kia anh gia đình anh có tham gia cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa hay không? Hoặc là anh có tham gia hay không, hoặc như thế nào, anh cứ kể sơ qua một tí để cho bà con Không, biết. Dạ. nếu mà nói về gia đình mình á, thì thật sự ông già mình á, là ngày xưa là của chế độ cũ, Vâng. lại là một đại quý, Dạ. thì sau đó thì bị bắt đi cải tạo, và cải tạo đâu được khoảng chừng nửa năm á, Dạ. thì ba ông già mình mới trốn về, và sau đó thì đi vượt biên, Vâng biên. thì vượt biên thì để lại mẹ tôi và năm anh em của tôi ở Việt Nam, và tôi Dạ. sống ở dưới chế độ của Cộng sản. Vâng. Từ năm 1 tuổi cho tới 14 tuổi thì ổng làm giấy tờ bảo lãnh cho mấy anh em tôi đi. Vâng. Tức là anh đi À, sang Mỹ và khi là năm nào anh? năm 1985, À, sang 85, vâng. thì khi lúc đó Dạ. tôi qua Mỹ, thì lúc đó là tôi ở Việt Nam, thì nói đúng ra là ở dưới cái chế độ Cộng sản, thì nói đúng ra tôi thấy là chẳng có ai hà hiếp hết trơn á, mà chẳng có gì, cái đất nước cho dù có nghèo khổ thì chúng tôi vẫn được nhà nước cung cấp lúa gạo, rồi cũng nhiều khi có nhiều lúc á, gạo thì thực phẩm nó không có, thì người ta Vâng. cũng khuyến khích là mình ăn độn thêm khoai mì, khoai lang, rồi thí dụ như bo bo chẳng hạn đó, Vâng. rồi cũng có đôi khi có nhiều khi phát cả bánh mì rồi khô cho những người dân, chứ cũng không có tới nỗi mà phải là bỏ cho người dân đói đấy. Nhưng mà còn mấy ông bên đây nói là cộng sản ác thế này thế kia, thì thực sự ra thì tôi chẳng thấy, lúc mà mất mất nước vô năm 75 á, thì tôi thật sự dưới mắt của tôi ở cái thời đó đó, thì Dạ. tôi chưa thấy cộng sản nó giết ai cả đó. Rồi nhưng mà ba tôi á, thì là người họ nghe những cái tin tức ở bên đây nè, là mấy cái đài của chống cộng á, họ nói thì Dạ. cả đời ông đâu có về Việt Nam bao giờ, với lại Vâng. ông tập trung trong cái nhóm của mình, những cái ông già mà chuyên môn chống cộng ở Cali á, Dạ. thì đi vô cái nhóm á, thật ra thật sự mà nói á, có một số người già, mấy người bao que đấy, thật sự họ cũng không muốn chống cộng đâu, họ không có muốn chống, nhưng mà thật sự họ không có muốn chống, nhưng mà họ vì cái hoàn cảnh mà họ ép họ phải đi vô cái con đường đó, thì cộng đồng Dạ. nó mới chơi với họ, còn không Vâng. á, thì cộng đồng nó sẽ tẩy chay. Chứ thật ra không có, giống như mình nói đơn giản ra một cái thí dụ là ca sĩ Bằng Kiều, Rồi. khi mà ca sĩ Bằng Kiều qua tới Mỹ á, thật sự ra là bị cái đám mà ở bên Santana nó ép Em. đi vô chỗ chỗ chống cộng, tại vì nó bắt ép ca sĩ Bằng Kiều là phải cầm cái cờ 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 vàng ba sọc đỏ, còn nếu như Bằng Kiều không cầm á cái cờ vàng ba sọc đỏ đó, thì Bằng Chay. Kiều sẽ bị tẩy chay ở ngoài. Đúng rồi. Mà khi tẩy chay như vậy thì người ta sống bằng cái nghề mà ca sĩ, mà nếu mà bị tẩy chay thì lấy cái gì mà sinh sống. Cho nên chính vì cái vấn đề đó mà ca sĩ Bằng Kiều bắt buộc phải cầm lá cờ đó, cái đó là Anh ca sĩ Bằng Kiều không còn đường cho lựa chọn. vâng, anh cho em xin lỗi. Hôm nay rất hân hạnh được David Lê vào trong cái diễn đàn của mình. Thì hôm trước David Lê có hứa là em sẽ lên diễn đàn của anh, thì lúc nào đó thì Ok. David Ok. Lê không, tức là lúc nào đó David Lê hôm nay chưa lên đâu, mời David Lê lên đấy. Ok, rồi, em đi xuống Vâng. nha. Không 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 Ok, anh chào vẫn em. cứ không anh cứ nói bình thường.
Không có gì cả, anh nói đấy là tôi nói với David Lê thế thôi, anh cứ nói bình thường đi anh. Nó thì mình nói tới cái vấn đề mà ca sĩ Bằng Kiều á, thì nó là bị ép buộc thôi, chứ thật sự ra trong trong tâm của ca sĩ Bằng Kiều á, họ không có muốn mà đi theo cái đám ba que này đâu, nhưng mà vì một cái cộng đồng, vì cái miếng ăn cho nên bắt buộc là người ta phải đi theo đó. Còn một số nữa là những người mà lớn tuổi ở bên đây á, giống như mấy người mà về Việt Nam á, người ta cũng không có muốn đi theo cái đám này đâu, nhưng mà tại vì cũng là vì một cái nỗi buồn, chẳng hạn nhiều lúc á, sáng sớm á, con cái nó đi làm hết rồi thì những người này ở nhà không biết làm cái gì, mà muốn muốn ra cộng đồng chơi á thì bắt buộc là phải gia nhập nhóm, mà nếu mà không gia nhập á thì không có ai chơi đấy, cho nên á bắt buộc người ta cũng phải là có sự lựa chọn, cho nên người ta phải đi vô. Còn một số nữa là chẳng hạn như mình nó đã ăn xin Đúng trợ rồi. cấp rồi này, họ đi thì người ta đói nằm lề Dạ. đường, có một số người là nằm lề đường thì người ta cũng ai vô hùa theo cái đám đi biểu tình này. Thật ra là cái đám biểu tình này là không có nhiều lắm đâu, khoảng chừng chưa tới 20-30 người, nhưng mà tại sao nhìn thấy đông, có nghĩa là có một số người người ta đi theo đám biểu tình là chẳng qua là vì miếng ăn, chẳng hạn như nó cấp cho một chai nước với lại ổ bánh mì, thì trong cái lúc mà người ta ngồi không á, thì đằng nào người ta cũng phải đói, tại sao mình cứ đi theo nó la la vài cái rồi nó cho chai nước cho ổ bánh mì mình cũng đã đói, cho nên người ta đi theo thôi, chứ thật sự ra người ta cũng chẳng muốn đi làm gì, cũng vì một chai nước với ổ bánh mì cứu đói thì người ta đi thôi đó. Tại vì mình sống ngay cái xứ đó thì mình đã nhìn thấy rồi, và mình thấy là những cái đám nhiều khi cầm cờ quơ quơ vậy, chứ thật ra là trong tâm người ta không có một ý định gì để chống á, mà chẳng qua là người ta chỉ vì một ổ bánh mì với một chai nước thôi ra là trường hợp để ăn. Cái còn một số mà chính thức chống á, là chỉ còn lại khoảng 20 mấy 30 tên thôi, thì nó cũng gần sắp đi đái rồi đó. Trong đó thì có luôn cả ông già của tôi, cũng sắp sửa chôn rồi, thì thôi kệ nó, ông đi ông làm gì ông làm, nói tới ông này mệt lắm, nhức đầu lắm, mà khuyên hoài cũng vậy thôi. Nói tóm lại là Việt Nam Cộng Hòa là hết thuốc chữa rồi, có nói gì đi nữa, có khuyên gì đi nữa thì cũng cũng rồi đâu cũng vào đấy à, không có cải tổ được đâu đó. Thì mình chỉ có chia sẻ với anh em vậy thôi, chứ mình cũng chẳng chẳng có gì để hỏi thêm. Thì xin hỏi anh lâu nay anh có về Việt Nam không anh? Ồ chưa anh, 30 mấy năm nay chưa về Việt Nam. Trời ơi, thế về ở Việt Nam thì chắc còn thân nhân đúng không? Dạ còn một người chú với lại hai đứa em. Nhưng mà trước khi đi thì là mà Mai Tyson là ở tỉnh nào? Ở Sài Gòn anh, ở quận 3 cư xá Đô Thành, À, cứ sau sợ bệnh viện Bình Dân anh. rồi, rồi 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 mình biết. Thì hiện nay là Khu đó là ngày xưa là dành cho khu sĩ quan ở đó anh. đúng rồi. Thì mình hiện nay mình cũng ở thành phố Hồ Chí Minh mà. Thì nói chung là 30 năm nay á, thì những cái kỷ niệm cái thời thơ ấu mà sống trong gian khó ở cái đất nước Việt Nam, thì là nói chung là cái thời gian đấy thì cũng rất là khó khăn. Nhưng đến bây giờ nếu mà mình cũng rất là mong Mike Tyson đi làm mà tiết kiệm được tiền ấy, về Việt Nam, thì nói chung là thấy đất nước Việt Nam nó thay đổi một cách rất chóng mặt, và Mike Tyson lại càng yêu quý đất nước mà nơi mình sinh ra nữa, thì mình mong là như thế. Không nói chứ mình tuy mình không về Việt Nam, nhưng mà mình có coi những cái cuốn băng video mà của bên đây người ta nói là đi những cái tour xuyên Việt đó anh, thì thật Đúng sự là nhìn thấy Việt Nam rất là mê. So với 30 năm trước á, thì Việt Nam á, thì nói đúng ra là đất nước mình còn nghèo, cấm vận tùm lum á, thì mấy cái đó mình thông cảm được. Nhưng mà còn bây giờ là nói thật sự một câu trong lòng mình nói, Cộng sản làm rất tốt, làm rất là better hơn là cả Việt Nam Cộng Hòa rất là nhiều. Tại vì mấy ông bên đây ổng biết được cái điều đó, chứ không phải không, mấy ông không phải là ngu, là mấy ông không nhìn thấy được. Nhưng mà rồi. tại vì cái bản chất mà về một tư thù cá nhân á, Đúng thì người rồi. ta cứ xuyên tạc vậy thôi, chứ thật sự ra là họ rất biết là đất nước càng ngày càng rất đẹp, và họ Vâng, đã nhìn thấy rồi, nhưng mà họ cố 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 chấp thôi. theo tôi nghĩ là nói chung là cái cuộc chiến đã xảy ra, tức là nó qua 43 năm rồi, mình nên khép lại cái quá khứ Đúng, đó và coi cái những cái đồng quá ý. khứ đó là cái lịch sử của Việt Nam, để như thế nào mình tránh những cái cuộc chiến tranh nó như thế, đúng không? Chứ còn bây giờ ví dụ đất nước Đồng Việt ý. Nam hiện nay nó đang rất phát triển, rất yên bình đấy, mọi người nói chung là tôi nói với Mike Tyson là mọi người hiện nay, những người dân Việt Nam hiện nay đã ăn no mặc ấm rồi, mà hiện nay chỉ ăn ngon mặc đẹp thôi. Ví Đúng dụ rồi. như tầng lớp, ví dụ như tôi chẳng hạn, thì Lợi Minh đã về Việt Nam và đã ghé nhà tôi chơi rồi, thì Lợi Minh biết cái cuộc sống của tôi cũng chỉ là cái người gọi là kinh tế trung bình khá một tí xíu ở cái Việt Nam này thôi, nhưng mà thấy cuộc sống của chúng tôi rất là thoải mái mà rất là yên bình, tức là muốn ăn thì ăn, muốn uống uống, mà thậm chí từ giờ cuối đời không làm một cái gì nữa, chỉ ngồi ăn chơi không thôi.
thì nói chung là đúng vậy. Là cái tài sản đấy thì nó mới vẫn chưa hết được đấy. Cái nói đấy đấy là tôi là những người thu nhập ở trung bình khá, thì mình cũng rất là mong Mike Tyson 30 năm nay rồi. Tất nhiên là mình nhìn qua những cái gọi là phim ảnh hoặc những cái tour du lịch nọ kia thì nó không được bằng cách, tức là mình về đất nước mình Việt Nam, mình cảm nhận cái cuộc sống với sự thay đổi của cái đất nước Việt Nam hiện nay, thì mình cũng rất là mong một ngày nào đó Mike Tyson về Việt Nam. Thì nói chung mình ở quận nhất Mình thành cũng phố rất là muốn muốn về Việt Nam sống đúng lắm, rồi. chứ mình không có sống đây. Thật sự là nói đúng ra là những người mà qua bên đây á, phần đông á, là gì, người ta chỉ muốn kiếm tiền để mà phụ giúp cái gia đình ở bên Việt Nam thôi, chứ thật ra mà nói về cái lòng á, thì hầu như á, mình có đi hỏi tất cả những người ở trên phố Bô Sa, hầu như những người người ta nói cuộc sống bên Mỹ này á, nó rất là chát. Chẳng qua là chỉ cái đồng tiền giúp đỡ về quê nhà thôi, chứ thật ra cái cuộc sống bên này nó không có cái tình người. Ngay cả những vấn đề mà mình nói anh em hay là cha mẹ á, là cái gì, bất cứ cái gì cũng phải là vì tiền. Thí dụ như mình nói đi, mình lấy vợ, mình đẻ con, thì con mình nó đưa bà ngoại bà nội giữ là cái chuyện bình thường đối với người dân Việt Nam mình đó. Nhưng mà đối với bên ngoại quốc á, thì không có cái chuyện đó. Cho dù mình có đưa con hay là mình đưa gì á, mình cũng phải trả tiền, chứ không có ai mà giữ không Dạ, đó. Thì đó là một cái điểm thứ nhất. vâng, bây giờ này tôi nói với Mike Tyson này này. Cách nay cỡ khoảng độ 10 năm trở về trước thì hầu như là những cái người nào ấy, tức là có những thân nhân, ví dụ là có con cái hoặc là bố mẹ hoặc là những người thân ở bên Mỹ, thì người ta thường kiểu ở nhà người ta chơi, người ta cứ ngóng cái tiền đấy. Ví dụ các anh ở bên kia các anh làm Đúng, gửi về. mình Vâng, hiểu, nhưng đúng, mình hiểu. ở ở những thời điểm bây giờ thì nói chung tôi nói Thì anh ấy khác rồi. là vâng, thì hầu mình cũng chưa nói là hết hết 100%, nhưng hầu cái chuyện đấy là hết rồi. Ví dụ anh có khả năng anh gửi tiền về để nhờ người nhà anh đầu tư vào đất cát hoặc là đầu tư vào cái xưởng nọ xưởng kia, Đúng, các thứ thì đúng. nhiều. Nhưng mà bây giờ ví dụ ngày xưa tôi nhớ cái cảnh cái thời gian ấy, tôi vào đây là vào Sài Gòn này là lần đầu tiên là năm 84, còn năm 88 này tôi vào đây tôi sống hạ hẳn. Thì tôi thấy là về ví dụ nhất là một số cái vùng nông thôn ở mấy tỉnh miền Tây ấy, thì ví dụ nhà nào mà có con cái sống ở bên Canada, bên Úc hoặc bên Mỹ chẳng hạn, thì nói chung là ví dụ mấy người đấy người ta toàn ở nhà không, người ta chờ ở bên kia người ta gửi tiền về một vài trăm đô Đúng một rồi, tháng thế thôi. Nhưng bây giờ thì lại là khác, đồng ý, vì xã hội hiện đúng, nay chính xác. nó phát triển lên rồi, cho nên là ví dụ như các anh ở bên kia thực tế là ví dụ mỗi tháng chẳng hạn có thân nhân ở đây anh các anh gửi về được khoảng 200-300 đô thôi, cũng không phải nhiều. Mà 500-300 đô ở Việt Nam hiện nay thì nói chung là cũng thực tế là 7-8 triệu, thì nói chung chỉ để đủ sinh hoạt trong gia đình thôi. Còn ví dụ để là như thế này thế khác nữa, để mà tức là để mà phát triển theo cái tiến triển của xã hội thì lại không được đấy. Vâng, thì nói chịu Đúng, đây. đồng ý, Vâng, thì đồng ý. tôi cũng rất là Tại vì mong á, qua. Vâng, dạ xin mời. tại vì mình cũng nhìn nhận được là hồi xưa đó, lúc mà mình qua đây thì hàng tháng á, là mình có gửi tiền cho người chú của mình với hai đứa Vâng. em của mình ở Việt Nam, cứ mỗi một tháng như vậy, là thí dụ như mình gửi 200-300 đô để giúp Vâng. đỡ. Nhưng mà sau cái thời buổi bây giờ là khoảng chừng 7-8 năm nay á, thì kinh tế bên Việt Nam phát triển rất là nhiều, và những đứa em của mình và những người chú của mình không cần nữa. Họ nói là bây giờ cuộc sống Việt Nam nó cũng ấy rồi, giống như là con thương chú thì giống như gửi về, giống kiểu như là mình cho quà chú để ăn phở vậy thôi, chứ người ta không phải là cần cái đồng tiền đó để mình sinh sống giống như mà cách đây mà 20 năm về trước, Vâng. 25 năm về trước, không còn như vậy nữa. Là chứng tỏ là cái đời sống kinh tế của Việt Nam bây giờ là phát triển, và mình cũng nhìn nhận đó là một cái, anh bằng bằng Nguyên nói là rất Dạ. là chính xác chứ không phải là Vâng. sai. Và cái quan trọng là qua những cái đoạn phim mà đi tour xuyên Việt á, thì mình nhìn thấy được là từ con nhỏ em gái của mình quay gửi về đây, thì con nhỏ em gái mình bây giờ hiện đang nằm ở Việt Nam, và sáng nay là nó đi Ninh Bình. Dạ. Đấy, nó qua cùng thời với Vâng. mình là 30 mấy năm, mà nó về Việt Nam hồi tháng 7 và đầu tháng 9 này nó quay qua trở lại. Thì nó đã đi Dạ. những cái tour như là Sapa nè, Đà Lạt nè, rồi sáng Ninh nay nó đi Bình. Ninh Bình nè, và ngày Đấy. mai á, Ninh Bình thì ngày mai nó sẽ đi là Hạ Long Bay. Thì nó nói Việt Nam bây giờ quá đẹp anh ơi, và nó có Vâng. nhiều cái mà em không ngờ là 30 năm trước đó, chúng ta không có nhìn thấy những cái như vậy, và bây giờ là quá là tuyệt vời. Và nó đó, nó nói với em á, anh cứ về một chuyến đi, bây giờ em chụp những tấm hình này em gửi cho anh. Và nó đã gửi qua cho mình đây những tấm hình rất là đẹp, mà mình phải Vâng. công nhận là Việt Nam bây giờ nó thiệt á. Tôi chính bản thân tôi cũng ngồi suy nghĩ, không biết ông già tôi ông chống cái gì thì tôi cũng không biết nữa. Ông chống cái tư thù của ông hay là ông chống một cái chế độ mà trong cái đó cái chế độ của ông thật sự nó không có tốt, giống như là những
những người ta đã từng nhồi sọ, hay là lúc tôi mới qua Mỹ á, là mấy người đó đã nói ô cộng sản thế này cộng sản thế kia, Đó là họ cái nói sự là thù hận cho anh ạ. ăn Theo tôi nghĩ như đó vậy. là cái sự thù hận của những người tú ở trận. Nhưng mà nói Đúng chung là vậy, vâng, thế theo tôi nghĩ là đấy đấy là cái sự thù hận của người thua trận thôi. Nhưng mà những người nào người ta có hiểu rộng hơn, hiểu sâu hơn, ví dụ như ông Nguyễn Cao Kỳ chẳng hạn, hoặc là trường hợp ví dạ dụ như kể đồng cả cái ý, ông mà trung tướng Ngô Quang Trưởng chẳng hạn, thì ông cũng nghĩ được dạ những cái điều đó. Nói chung là bây giờ hiện nay nhá, dạ thống nhất đất nước, thống nhất tổ quốc, đó là cái mong muốn, kể cả ở đồng cái phía ví dụ như là gọi là Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa và Cộng sản Bắc Việt, Việt hồi cũng gọi mình gọi trước, đều mong muốn coi như Việt Nam coi như là thống nhất cả. Nhưng bây giờ ví dụ Nguyễn Cao Kỳ nói những người phía bên kia người ta làm cho đất nước thống nhất non sông đều đều một dải rồi, thì bây giờ đất nước Việt Nam đấy nó mất đi đâu, mất ở chỗ nào, đúng không? Cho nên là theo tôi nghĩ là ví dụ những cái cái trường đó hợp như là ông anh biết già gì ấy, không, cái đó là dạ. cái đó là tại vì cái tư thù cá nhân của một Vâng. nhóm người á, người ta không phải là cái chuyện mất nước, mà người ta lợi dụng vô những cái điểm đó để người ta hô hào, người ta kích động những cái người khác để làm những cái công việc của họ. Chẳng hạn như Dạ. bây giờ họ họ muốn quyên góp một cái gì, họ muốn làm một cái gì Đúng. mà không có cái bằng chứng hay là không có cái gì, thì họ phải làm cách nào á để mà tạo lên một cái cột như vậy để những người khác người ta đi làm cái đó cho họ, thì người ta mới có những cái bằng chứng đó, thì người ta mới quyên góp những cái người mà nhẹ dạ. Thì những cái người nhẹ dạ đó là gì, là những người có những cái tư thù cá nhân, khi người ta ôm trong lòng Vâng. những cái mối thù, cái mối hận đó, nhưng mà người ta làm không được. Khi mà người ta thấy những người khác làm giùm cho mình á, người ta thấy hả hê, nhưng mà cái hả Dạ. hê của họ là họ là trúng kế của một người khác, thì họ phải đổ tiền cho những người khác đấy. Chứ thật Dạ. sự ra mà nói, theo như tôi nói thì đó, nhưng là những cái đám mà già mà ba que đó, mà giống như cỡ ông già tôi trở lên, là sau mấy 70 tuổi trở lên đó, nó thì Dạ. không có cái cửa nào mà lật được cộng sản hết trơn á, là chỉ có Đúng. nằm mà chờ chết thôi. Còn những cái Vâng. top mà mình nói là F2 mà cỡ như mình đó, là từ khoảng chừng 49 50 tuổi đổ lên á, thật sự mà Dạ. nói qua đây qua Mỹ lo cày thấy mẹ luôn, lo kiếm tiền để trả tiền nhà tiền bill tiền đủ thứ á, chứ không có Dạ. rảnh mà lên mà ngồi nói ba cái chuyện chính trị tào lao vậy đâu. Mà chẳng qua là có một Vâng. số đứa là nó bị nhồi sọ từ lúc tấm bé, cho nên khi nó lên á, Dạ. là nó theo giống như con vẹt vậy đó, nó học làm sao thì Vâng. nó nói y như vậy, ông già nó bơm làm sao nó. Chứ thật ra chính cái bản thân nó cũng không biết cộng sản là gì, chứ cái lứa tuổi mà 40 mấy 50 á, nó thiệt á, sống được chế độ cộng sản đâu có đi nhiêu năm, 6 7 tuổi tới 10 tuổi mười mấy tuổi đi mẹ nó hết, là biết cái con khỉ gì đâu mà nói. Nhưng mà Dạ. chẳng qua là tại vì nó bị một cái người lớn nhồi sọ cái giống như một bài hát mà cứ lặp đi lặp lại cái nhồi vô, thì nó cứ theo cái đà. Chứ tụi nó cũng đâu có rảnh thời gian mà lên trên mạng, hoặc là coi về lịch sử Việt Nam, hay là coi YouTube, hay là coi những cái kênh đó, nó có thời gian sao nó về tới nhà nó đi làm về. Ngay cả bản thân nó nhiều khi nó còn không tắm nữa, nó không có thời gian nó ăn nữa, thì thời gian đâu mà nó ngồi nghiên cứu lịch sử. Nhưng mà mấy ông kia thì cứ ngồi ở nhà rồi ăn ăn tiền trợ cấp mà đâu có làm gì, thì coi những cái đài bậy bạ rồi dặm mắm thêm muối vô để cho cái cốt truyện nó thêm gay cấn, rồi mới bơm những cái đó kể lại cho con cái nghe. Thì những đứa này nó đâu có coi lịch sử, nó đâu có coi gì, thì đằng kia nói sao thì nó Dạ. cứ lặp lại y như con vẹt, là nó lên thế là nó cứ nói thôi, chứ thật sự nó chẳng biết cái gì hết. Còn tới cái thế hệ thứ ba mà giống như thế hệ con của mình á, ở đây á, mà đẻ ra là cái thế hệ đó nó không biết cộng sản là gì luôn, chứ đừng có nói chi mà tới chống. Bởi vậy cái chờ Vâng. chừng vài năm nữa cái đám già này nó đi hết, là coi như đất nước Việt Nam mình là an bình, là khỏi mất công đau đầu với cái đám Dạ. này nữa, đập nhức đầu lắm Vâng. Dạ. đó. Vâng, bây giờ cũng nói với Mai Tây Sơn như thế này. Ví dụ như cái bản thân ví dụ mình nói ví dụ như mình ấy và một số người người ví dụ hay lên trên mạng này phản biện ấy, hoặc là ở bên kia thì thường gọi là dư luận viên ấy. Thực Dạ tế chúng mình là những người dân bình dạ thường đấy, lợi Minh về biết, đúng hoặc đúng là anh Quốc nói đúng Dương về đã ghé qua nhà mình thì biết mình là những người dân bình thường. đúng Nhưng mà đúng mình xem qua những cái mạng YouTube nọ kia, tất cả các thứ, đầu tiên thì mình vào mạng xem ca nhạc nọ kia để giải trí thôi. Nhưng mà ví dụ là thấy ở trên YouTube chẳng hạn, thì ở bên kia ví dụ các những cái kẻ mà chống cộng cực đoan nó nói quá xuyên tạc về đất nước Việt Nam mình đúng quá, vậy thế mình là những người đúng có cái đứng lên để mình phản biện lại những cái xuyên tạc của cái bọn chúng đấy. đồng Thì ý là mình thực đồng vâng, ý thì mình cũng nói với này Mai Tây Sơn rồi, cái cuộc chiến nó đã chạy qua 43 năm này rồi, mình bây giờ mình đang bắt tay vào để xây dựng đất nước Việt Nam và càng ngày càng giàu mạnh lên, để mà ví dụ mình đi ra sang các nước ngoài tất cả các thứ, thì mình lúc khi nào mình nói mình là người Việt Nam, ai nó là ai là người Việt Nam đi, thì nói chung là mình rất là tự hào vì những cái câu nói đó. đúng Ví dụ bản thân mình là đúng cái người kỹ sư hàng hải, thì mình đi nước ngoài rất nhiều, cho nên mỗi lần mà sang nước ngoài đúng chẳng hạn, thì khi mình nói
cái tiếng mình là người Việt Nam thì mình cảm thấy mình rất là tự hào. Đấy, thì là bây giờ đúng, mình đồng ý. chủ yếu là vâng những Mình người rất là dân, tự hào mình vâng là người đúng, vâng thì tụi mình chả hiểu giống là như bây trên giờ diễn mới, đàn á, vâng dạ xin mời. thì mình nói là trên diễn đàn á, cách đây là khoảng 2-3 ngày thì có một con nhỏ nó tên là Hương Roria Nguyễn đó, Roria Phạm chứ, thì nó mới lên á, nó nói giống như kiểu là nó nói là tại sao á, mình không dùng tiếng Anh để nói chuyện mà mình phải dùng tiếng Việt để nói chuyện. Thì mình có viết một cái bài để mình gửi cho nó, thì mình nói là nó muốn nhận nó là người Mỹ, nó muốn nhận cái tiếng Anh của ngôn ngữ của nó là ngôn ngữ chính. Thì nếu nó là người Mỹ và tiếng Anh nó nhận là ngôn ngữ chính thì nó cái quyền lợi nó tranh đấu là dành cho nước Mỹ chứ đâu có phải dành cho Việt Nam. Vậy nó vô đây nó Đúng. phá để làm cái gì? Đó. Rồi giống như ông già của mình là cách đây khoảng 3 bữa thì mình có về nhà mình thăm bà Vâng. già, Cái thì vô tình mình gặp ổng chứ đâu phải con mình với. mà vâng, Mai Tây Sơn vừa nói thì nó đang ở diễn đàn thôi này. À, Vâng. Hương Hương Đúng Rosia rồi. Phạm Đúng, đấy, đúng rồi, thì đang ở diễn đàn. cách đây 3 ngày thì mình có về nhà thì mình thăm bà già, thì vô tình mình gặp ông già của mình. Thì thật ra mình với ông già mình không có hợp, thì lúc mà ngồi nói chuyện với bà già mình đó, thì ông biết bà già mình nói cái nước Việt Nam nó đẹp, bà già mình khen Việt Nam, thì ông già mình ông mới nói một câu như nào: Khùng. ô cái xứ Việt Nam xài toàn là luật rừng đó. Ông già mình nói Việt Nam xài toàn là luật rừng. Cái mình mới quay qua mình nói: ba nói Việt Nam xài bằng luật rừng á là ba sai rồi. Ông chửi tôi, ông nói chứ mày á là cộng sản mày biết cái gì mà sai. Cái tôi mới nói: để tôi chứng minh cho ba một câu, Việt Nam không có luật rừng, mà cái người mà đứng lên, cái người mà giống như cầm cái luật đó, cái người mà đứng ra để mà nắm cái luật đó, cái người đó mới rừng, chứ Việt Nam không có luật rừng. Cái tôi mới nói: bây giờ con hỏi thí dụ cho ba nào, ba thấy trong luật pháp Việt Nam á có viết cái câu nào á là cảnh sát được quyền ăn hối lộ không, hay là những giám đốc được quyền ăn hối lộ không? Trong cái bộ luật nó không có, nhưng mà cái người mà thực hành cái luật đó là cái người đó là làm. Vậy khi ba Chính nói xác. là ba phải nói rõ ràng là cái người cầm cái luật đó, cái người đó làm bậy, chứ không phải cái bộ luật Việt Nam viết bậy. Mà ba nói là luật Việt Nam là luật rừng là tôi không đồng ý. Ồ, ông chửi tôi tắt bếp luôn. Ông chửi tôi lào đào Vâng. bưng bô đồ, cái thằng trời đánh, rồi ông kêu mày ra khỏi nhà tao đi, tao không muốn gặp mày. Mắc cười chết luôn. Thôi bây giờ này, theo tôi nghĩ, theo mình nghĩ ấy, một lúc nào đó Mai Tây Sơn sẽ coi như là cũng rủ dê ông già về, đưa ông về về Việt Nam một chuyến, bảo thôi bà cứ về Việt Nam mà chơi cỡ khoảng độ 10 ngày 10 15 ngày, sau đó ra đây thì bà muốn làm gì làm. Đấy. Nói chung mình lên dẫn ông già về Không, Việt Nam. tôi kêu ổng nên về đi, nhưng mà ổng á là cứ không biết ổng nghe mấy cái đài ở bên đây rồi mấy ông bạn già của ổng á nói á, Vâng. ông mà về Việt Nam á là nó Vâng. bắt ông rồi nó bỏ nó giết rồi xong rồi, còn một cái nữa là biết nhiều khi nó bắt ông nó tống tiền rồi này nọ. Tôi mới nói với ba tôi nói: ba già rồi, ba ăn tiền chính phủ, ba có cái khỉ gì người ta bắt cóc mà tống tiền á, tại sao thằng Cường đô la đó, đại gia kim cương, nó không bắt nó tống tiền, nó bắt ba làm gì? Nó bắt ba làm gì? Ba bên đây ba cũng ăn tiền chính phủ, ăn tiền già, ba có bao nhiêu tiền đâu, bắt ba bộ nó bị khùng mà. Người ta bắt, người ta lựa, người giàu người ta bắt, chứ ai bắt mày nghèo như mấy ông đó. Là tôi lại bị chửi tiếp Chính xác. đấy, nó là như Vâng. vậy. Đấy. Khổ lắm, không phải giỡn đâu. Đấy. Vâng, cho Bây giờ nên mấy anh nói với em mấy ông già mà khuyên cứng là đầu á, vâng. nói với mấy ông già mà Đấy, cứng đầu khổ. á là còn coi như là nói 2 chữ tóm lại mình, chỉ nói 2 chữ một câu là hết thuốc chữa. Với là còn cái này nữa, kể cho mấy anh nghe, chị em nghe, là mấy ông mà bạn của ông già mình nó ba que già trên Santana, ông nói một câu vậy nè, ông nói cộng sản á là hay tuyên truyền một cái câu á là giết lầm hơn bỏ sót đấy. Là đó là Vâng. ông già mình á mới quay qua ông nói với mình á là tại mày không có, mày lúc tao đẻ mày ra mày không có sống với chế độ cộng sản, mày không biết cộng sản nó giết lầm hơn bỏ sót. Cái tôi mới nói với ba tôi nói nè, ba nói cái câu này đúng á, nếu mà con là cộng sản á con sẽ áp dụng cái câu đúng y như ba vậy đó. Ông hỏi tại sao? Ba nói cộng sản giết lầm hơn bỏ sót không, cái sai lầm của cộng sản lớn nhất là ba biết là nó bắt được mấy mấy ông á, ba với mấy ông mà nó không chịu giết, là nó cho Không nó để cho mấy ông đi cải tạo, nó để cho mấy ông đi cải tạo, nó lấy cơm hồi lúc mà năm bảy mấy 80 á, đất nước còn nghèo á, không vâng, có lúa gạo để ăn á, đúng, tại vì chính nó quá phải chính nuôi nhân xác. dân của nó mà nó không nuôi, nó đi nuôi mấy ông, nó cho mấy ông ăn xong rồi bây giờ nó cho mấy ông về, còn nó còn làm giấy cho mấy ông đi HO theo diện mà của Mỹ nó nhân Này. đạo. Rồi giờ qua đây mấy ông chửi, nếu mà thời đó nó cắt cổ mấy ông luôn á thì giờ này mấy ông đâu có chửi được nữa. Bây giờ cái sai lầm lớn nhất của cộng sản là thả cho mấy ông về, mấy ông không biết gì hết. Cái ông chửi tôi nữa, ông lại cứ tiếp tục chửi tôi.
Ông nói chứ mày chọc tao, tao thay đầu tao, tao đứt gân máu tao chết mày mới chịu. Hay đâu tôi nói con không có chọc ba, con đang nói cái lý với ba, con nói cái sự thật mà tại vì ba không chấp nhận thôi. Chứ còn một cái nữa là con nói cho ba nghe là ba với lại mấy ông bạn của ba nổ dữ lắm, nổ mà không ai chịu nói. Tôi hỏi anh chứ tôi qua Mỹ hồi năm 85 thì lúc đó tôi hỏi ông hồi xưa ba đi lính ba là chức vụ gì, thì ông nói với tôi là ông là đại quý, thì tôi chỉ biết vậy thôi. Đấy Vâng. bây giờ bốn mươi mấy năm nay ông ở ông có đánh trận nào đâu, ông có đánh trận nào đâu, cái vô thành đùng một cái ông đi đâu ông quen bạn bè người nào mà không biết, ông dẫn về nhà thì người ta mới hỏi ông chứ. Hồi xưa anh là cấp bậc gì, tự nhiên bốn mấy năm không đánh trận như lên đại tá. Đấy, từ từ đại quý lên đại tá cái tôi mới gặp ổng tôi hỏi chứ ủa hồi đó ba nói ba đại quý mà bây giờ ba đâu có đánh trận là tự nhiên sao ba tăng cấp lên đại tá hay vậy? Thì người ta phải lập công lao hay gì người ta mới lên chức chứ ba không có lập gì cũng lên chứ. Ông nói tao nói gì kệ mẹ tao liên can gì mày xen vô. Đấy anh thấy không đó, đó Việt Nam Cộng Hòa đó cứ vậy, nó nói những cái không có thật làm sao. Rồi đó là tôi không không tin, có nói gì tôi cũng tin. Thôi thôi bây giờ mình có công chuyện phải đi rồi, thôi bây giờ mình Rồi, chào anh em trên diễn đàn ha. rất Đi rồi cảm khi nào ơn, có cơ hội thì gặp lại anh rồi em. rất cảm ơn Mai Thế Sơn.